hôm nay ta có một nhiệm vụ giao cho nhà ngươi, đó là phải đánh cắp những chiếc xe này để bọn trẻ không thể nào tìm kiếm ra được. Long đã đánh cắp những món đồ chơi của bọn trẻ kìa. Bây giờ mình phải làm sao đây? Ở đâu? Dạ, anh đi theo em. Ở đây nè anh. Ôi, khủng long xấu xa quá. Thôi, hay là bây giờ hai anh em mình cùng nhau hợp sức lại để đào đống cát này, giải cứu những món đồ chơi ra nhé. Dạ. Bây giờ em sẽ ủi ra nào. Nhanh lên nào. Wow, thấy rồi anh hai ơi. Em đã giải cứu được một chiếc xe màu xanh rồi nè anh hai. Wow, là một chiếc xe địa hình quái vật nè anh hai ơi. Wow, chiếc xe đẹp quá à. Có màu xanh lá cây và màu đỏ nha. Wow, thôi bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chạy đi chơi nha. Tiếp tục nào anh hai ơi, để anh giải cứu tiếp cho. Nào, nhanh nào. Anh hai đã giải cứu được một chiếc xe màu hồng rồi nè. Wow, là một chiếc xe cảnh sát nha. Chiếc xe này là một chiếc xe bán tải nè các bạn. Wow, thật là đẹp nha. Rồi, cho chiếc xe này chạy về nhà thôi. Anh hai hay quá, đến lượt em. Em sẽ múc luôn. Mình sẽ múc thật nhanh nha các bạn. Wow, là một chiếc xe nữa nè các bạn ơi. Wow, đây là chiếc xe gì các bạn? Để mình nói luôn nha, đây là một chiếc xe tăng đó các bạn. Có một cái nòng súng nè. Hai cặp mắt nhìn rất là ngầu luôn nha. Trên đầu đội một cái nón cối nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho chiếc xe này chạy về nhà nha các bạn. Tiếp tục nào, mình sẽ đào thật nhanh nha các bạn để giải cứu những món đồ chơi này lên nha. Wow, là một chiếc xe màu đỏ nữa nè các bạn. Tiếp tục nào. Mình sẽ đào thật nhanh. Sau khi mình đào xong thì mình sẽ nhận được những phần thưởng đó các bạn. Hai chiếc xe rồi. Cố lên, mình sẽ đào thật là sâu xuống nha các bạn. Hết rồi các bạn ơi. Ở đây thì mình giải cứu được hai chiếc xe rồi nè các bạn. Là một chiếc xe quái vật nha các bạn, màu đỏ ha. Còn đây là một chiếc xe ô tô nè các bạn, chở kem nè các bạn. Đẹp chưa? Rồi, cho hai bạn xe này chạy về nhà thôi. Như vậy là mình đã giải cứu được những bạn xe rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào đây để nhận những phần thưởng này nha. Wow, những phần thưởng đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chọn cái phần thưởng này nha. Mình sẽ chở ra nha các bạn. Wow, hay chưa? Bây giờ mình sẽ cùng nhau mở cái phần thưởng này ra. Mình rất là hào hứng luôn các bạn ơi. Không biết bên trong là chiếc xe gì đây. Wow, là một chiếc xe cứu hỏa thang nha các bạn. Chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn. Có hai màu nha. Màu đỏ nè và màu trắng nha các bạn. Wow, chiếc xe này để chữa cháy cứu hỏa trên cao đó các bạn ơi. Rất là xịn luôn. Để mình xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bánh xe nha các bạn. Tuyệt vời chưa? Ở đây có một cái nút on nè các bạn. On off, bây giờ mình sẽ mở lên nha. Wow, chiếc xe tự hoạt động luôn kìa các bạn ơi. Đang di chuyển nha các bạn. Cái tiếng xe cũng cứu hỏa đó các bạn. Ở đây có một bóng đèn nè các bạn. Chớp rất là đẹp ha. Chiếc xe di chuyển đẹp quá. Các bạn xem kìa, chiếc xe đang biến hình các bạn ơi. Biến hình thành robot rồi các bạn. Robot chữa cháy nha. Ở đây có hai cái đèn nữa nè các bạn. Chớp màu xanh với màu đỏ nha.
đây là đầu của robot nè các bạn. Thân của robot và đây là chân của robot nha các bạn. Hai bánh xe đã biến thành cánh tay của robot rồi. Wow, đẹp quá. Bây giờ robot lại biến thành một chiếc xe cứu hỏa lại rồi các bạn ơi. Vui chưa? Xịn quá đi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chạy đi cứu hỏa nha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ khui hộp đồ chơi nào đây các bạn. Đây, mình sẽ lấy hộp đồ chơi này nha. Mình thấy có hai cái chiếc máy bay luôn nè các bạn, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh nè. Không biết bên trong là chiếc màu gì đây. Mình sẽ lấy ra nha. Wow, là một chiếc máy bay màu đỏ nha các bạn. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, trên chiếc máy bay này thì mình thấy có 4 động cơ nha các bạn. 1, 2, 3, 4 nè. Đó, các bạn xem. Nhìn rất đẹp ha. Ở trên đây có một hệ thống để mình bắt sóng nè các bạn. Hay chưa? Rồi, để mình xem đây. Đây là một cái tay nắm điều khiển đó các bạn. Nói đúng hơn là một cái la bàn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bật chiếc máy bay lên nha. Wow. Kìa các bạn xem kìa. Tín hiệu đó được bật lên các bạn. Đèn chớp chớp cháy nè các bạn. Hay chưa? Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái tay nắm này nha các bạn. Điều khiển nha. Wow, chạy tới nè. Bây giờ mình sẽ khui hộp đồ chơi này nha. Wow, bên trong mình thấy có một chiếc xe kìa các bạn. Chiếc xe nhiều màu lắm luôn nè các bạn. Chiếc xe trong suốt luôn nha. Mình có thể thấy những cái bánh răng và động cơ phía trong luôn các bạn. Đẹp chưa? Wow, nhiều màu lắm nè. Màu vàng nè, màu xanh lá cây nè, màu xanh dương nè, màu hồng nè. Wow, quá là đẹp luôn á ha. Ở đây là một cái nòng súng nè các bạn. Wow, cũng khá là to đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở lên nha. Ở đây có một cái nút nè các bạn. Đây. Wow, bánh xe lăn nè các bạn. Những cái bánh lăn bên trong kìa các bạn xem kìa. Bánh răng quay luôn. Nhiều màu quá các bạn ơi. Những cái động cơ phía trong mình thấy luôn kìa các bạn. Được chưa? Đang bắn súng nha các bạn. Những cái bánh răng quay rất là đẹp luôn các bạn. Đây, động cơ đang hoạt động nè các bạn. Những cái xi lanh nè. Đang nâng lên nâng xuống nè các bạn. Chiếc xe thì đang di chuyển nha. Và đèn thì đang chớp nha các bạn. Súng thì đang bắn gầm gầm luôn các bạn ơi. Hay chưa? Một chiếc xe tăng rất là đẹp luôn các bạn. Những cái bánh quay nè. Đang quay rất là đẹp các bạn ơi. Thôi, bây giờ tạm thời thì mình sẽ tắt cái chiếc xe tăng này nha các bạn. Mình để bên đây nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ khui bộ đồ chơi này nha. Mình thấy có một chiếc xe nè các bạn. Đây, mình sẽ khui ra. Đẹp chưa? Là một chiếc xe của cảnh sát đó các bạn. Chiếc xe này có màu trắng nha. Có từ Polis nè các bạn. Trên đây có hai đèn ưu tiên ha. Phía trước đầu cabin thì rất là ngầu luôn nè các bạn. Ghê chưa? Ở đây có một cái nút nha, để mình mở xem. Chiếc xe cảnh sát đang biến hình các bạn ơi. Lại biến thành robot rồi. Robot đang chớp nháy đèn nè các bạn. Cầm hai cây súng ở hai bên luôn nha. Đây là đầu của robot nè các bạn, thân của robot và chân của robot nha. Bây giờ thì robot đã biến thành một chiếc xe lại rồi nha các bạn. Chiếc xe này là đi bắt cướp đó các bạn. Phía sau thì có đèn nữa nè các bạn. Rất là ngầu luôn các bạn ơi. Lại biến thành robot lại một lần nữa nè các bạn. Chiến đấu nha. Bây giờ mình sẽ cho chiến đấu với xe tăng nha các bạn. Đây, mình sẽ mở xe tăng lên. Chiến đấu nào.
Wow, mình sẽ biến thành một chiếc xe lại nha. Rồi chiến đấu nào. Đúng luôn. Wow, vui chưa các bạn? Thôi mình sẽ tắt nha. Rồi mình sẽ để đây nha các bạn. Xe tăng mình cũng tắt luôn. Mình sẽ để đây. Rồi tiếp tục mình sẽ khui bộ đồ chơi này nha. Wow, mình thấy có một cái hình đầu của khủng long nè các bạn. Ngầu quá đi. Rồi mình sẽ mở ra nha. Không biết bên trong là chiếc xe gì đây. Mở ra nào các bạn. Vì là xe còn mới các bạn, cho nên mình mở rất là khó luôn các bạn ơi. Đây mình sẽ mở bên đây ha. Ra nào. Wow wow wow, có bộ điều khiển kìa. Là một chiếc xe đầu khủng long nè các bạn. Đầu khủng long ba sừng luôn nha các bạn ơi. Ui ngầu quá đi các bạn. Ở đây có một cái cần cẩu nâng nè các bạn. Cần cẩu khá là dài luôn các bạn. Để mình quay xem. Quay rất là linh hoạt luôn nha. Cần cẩu nâng này để nâng những anh lính cứu hỏa đó các bạn, hoặc là những người cứu hộ đó các bạn, lên cao để giải cứu những người bị mắc kẹt trên cao đó các bạn, hoặc là cứu hỏa chữa cháy trên cao nha. Khá là hay luôn các bạn. Đặc biệt trên chiếc xe này thì có hai cái chân nè các bạn, hai chân này để trợ lực đó các bạn, để tránh chiếc xe bị ngã nha. Đầu khủng long ba sừng ngầu quá đi. Thôi mình sẽ thu gọn lại nha. Thu gọn lại các bạn. Rồi quay qua phía trước nha. Đặc biệt trên chiếc xe này đó các bạn, có thể điều khiển được luôn nha. Bây giờ mình sẽ điều khiển cho các bạn xem nha. Đó đó đó, các bạn thấy không? Đây chạy cho các bạn xem nè. Wow, hôm nay chơi rất là vui rồi các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đem những chiếc xe này đem về nha. Và hẹn các bạn video tiếp theo của kênh mình nha. Xin chào tất cả các bạn.